sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn. Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và diễn biến phức tạp, hồi 6 giờ ngày 5 tháng 11, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã có công điện số 17 cao đẳng gửi các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bà Rịa Vũng Tàu và các bộ ngành yêu cầu khẩn trương triển khai một số nội dung sau. Thứ nhất, thường xuyên cập nhật thông tin, thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không đi vào vùng nguy hiểm. Thứ hai, tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ việc ra khơi và giữ liên lạc thường xuyên với các tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, kể cả tàu vận tải, du lịch để kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Thứ ba, đối với các địa phương bị ảnh hưởng của bão số 5 và mưa lũ sau bão khẩn trương khắc phục hậu quả, phục hồi sản xuất, sớm ổn định đời sống nhân dân, sẵn sàng các phương án ứng phó với áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão và mưa lũ. Thứ tư, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố và bộ ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao chỉ đạo các biện pháp sẵn sàng ứng phó với áp thấp nhiệt đới khi có tình huống xấu xảy ra. Các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thời lượng phát tin về diễn biến của áp thấp nhiệt đới để các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và nhân dân biết, chủ động phòng tránh, ứng phó. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Công điện của Bộ Công an. Trước đó, Văn phòng Bộ Công an đã ban hành công điện số 24 cao đẳng yêu cầu công an các đơn vị, địa phương chủ động các phương án ứng phó với diễn biến của vùng áp thấp và mưa lũ. Cụ thể, thực hiện nghiêm túc các công điện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chỉ đạo của Bộ Công an và chính quyền địa phương về công tác ứng phó với diễn biến vùng áp thấp và mưa lũ. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của vùng áp thấp và thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động các biện pháp ứng phó phù hợp. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về đảm bảo an toàn cho nhân dân và công tác triển khai ứng phó trong lực lượng công an nhân dân, đặc biệt tập trung bảo đảm vấn đề an toàn tuyệt đối cho các lực lượng, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ ứng phó, tác nghiệp tại thực địa và ứng giúp nhân dân trong thiên tai. Phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn khẩn trương khắc phục thiệt hại do bão số 5 gây ra, rà soát phương án ứng phó với thiên tai để thực hiện tốt theo phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu nạn, cứu hộ để kịp thời triển khai ứng phó và hỗ trợ khắc phục hậu quả sau thiên tai khi có yêu cầu. Tổ chức trực ban nghiêm túc theo quy định, thực hiện chế độ thông tin báo cáo về Văn phòng Bộ Công an số điện thoại 913.555.323, 0692341042, phát 0692341044. Dự báo vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 5 tháng 11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,8 độ Vĩ Bắc, 115,1 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây quần đảo Trường Sa, khoảng 270 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 50-60 giờ, giật cấp 9. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 70 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm về phía đông, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ ngày 6 tháng 11, vị trí tâm bão ở khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc, 116,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây quần đảo Trường Sa, khoảng 350 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 60-75 giờ, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên, phía bắc vĩ tuyến 11,5 độ Vĩ Bắc. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển chậm về phía đông, mỗi giờ đi được 5 km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 7 tháng 11, vị trí tâm bão ở khoảng 13,4 độ Vĩ Bắc, 117,8 độ Kinh Đông.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-960-90 giờ, giật cấp 11. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão hầu như ít dịch chuyển và tiếp tục mạnh thêm. Cấp độ rủi ro thiên tai, cấp 3. Do ảnh hưởng của áp thấp nền nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh nên ở khu vực giữa Biển Đông bao gồm vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có mưa rào và dông, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông kèm lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao từ 2-4 mét, biển động.